Tận dụng những vũng nước còn sót lại trên suối Đắc Sô, anh Nông Văn Dương ở thôn Đắc Trung, xã Đắc Sô, huyện Krông Nô phải nối các đường ống thành ba chặng mới đưa được nước lên rẫy. Anh Dương cho biết đây là thời điểm cây cà phê đậu trái, nếu không đủ nước tưới sẽ ảnh hưởng rất lớn đến năng suất. Năm nay thì hạn hán nó lâu dài quá, thế là nước không đủ để cho bà con tưới cây trồng. Hiện tại bây giờ tôi phải bơm 3 chặng để tưới cây cà phê. Chi phí nó có thể gấp lên đến 3 lần so với mình bơm 1 chặng. Huyện Krông Nô có hơn 30 công trình thủy lợi và hiện tất cả các công trình mực nước đã giảm sâu. Riêng suối Đắc Sô, một trong những dòng suối lớn nhất, có đến 3 đập dâng để giữ nước tưới tiêu đều đang trong tình trạng trơ đáy. Gần 1.500 hecta cây công nghiệp của người dân dọc theo suối đối mặt với hạn hán. Nếu thời tiết tiếp tục nắng nóng kéo dài thì diện tích bị hạn sẽ ngày càng lan rộng. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Krông Nô, tổng diện tích cây trồng cần tưới nước hiện tại của huyện khoảng 53.000 hecta. Tuy nhiên, phía công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi chi nhánh huyện chỉ đáp ứng nhu cầu tưới nước được khoảng 20% tổng diện tích. Phần còn lại, người dân phải chủ động sử dụng các biện pháp tưới, tích trữ khác. Bà con cũng kiến nghị với các cấp là căn cứ vào cái tình hình thực tế nhiều năm thường xuyên bị xảy ra hạn hán ở cuối vụ thì rất mong muốn nhà nước đầu tư các cái công trình thủy lợi để mà tạo cái nguồn sinh thủy, tạo cái nguồn nước cho bà con phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Trước tình trạng khô hạn xuất hiện tại suối Đắc Sô, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Đắc Nông đã có kế hoạch điều tiết nước từ các hồ đập tại huyện Đắc Minh về. Tuy nhiên, nếu tình hình thời tiết vẫn diễn biến phức tạp, nước ở vùng thượng lưu sẽ không đủ để về cho cây trồng vùng hạ lưu. Công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông chỉ đạo thực hiện điều tiết từ ngày 1 tháng 3 là thực hiện điều tiết các cái hồ chứa trên địa bàn huyện Đắk Minh, Đắk Song để bổ sung nguồn nước về tưới cho cây trồng dọc suối Đắc Sô. Và thời gian điều tiết là rơi vào khoảng từ 12 đến 15 ngày. Dung tích mà tổng khối lượng nước mà điều tiết về suối là từ 300 đến 500 nghìn mét khối. Hiện nay, một số lưu vực các sông suối trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang dao động theo xu hướng giảm nhanh. Tại các huyện Chư Rút, Đắk Min, thời tiết nắng nóng tiếp tục kéo dài, không xuất hiện mưa. Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng loạt các phương án phòng, chống hạn, thiếu nước theo phương án sắp xếp thứ tự ưu tiên cho cấp nước dân sinh, chăn nuôi, cây trồng có giá trị kinh tế cao, giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng hạn hán gây ra.